Mình Trung bây giờ đang làm bên Hòa Phát. À vâng. Thì như vừa rồi là cắt cỏ bằng máy cắt cỏ này ở bên quanh khu vực bãi của mình, thì anh đánh giá thế nào về cái máy cắt cỏ này ạ? Giờ là như con này thì mình chiều nay thử chạy khoảng 2 tiếng ở các địa hình khác nhau, như vậy ở đồi này, ở công viên, rồi vườn ươm, thì cơ bản là con này có thể là đáp ứng được, kể cả những khu vực là cỏ cao đến gần mét cắt nó cũng ok đấy. Thì về cái hiệu suất làm việc của nó thì anh nghĩ là nó liệu nó có chênh lệch gì so với những cái phương pháp cắt cỏ truyền thống Như không ở ạ? đây nếu như là mình so sánh về năng suất thì có con này chắc gấp tầm 5, 6 đến 7 lần so với lại cắt tay. Cắt tay mà thực ra là nó không không hiệu quả, không được nhanh bằng con này được.